Chào mừng các bạn đã trở lại kênh Duy Tân Food. Hôm nay mình giới thiệu đến các bạn một món bánh cực kỳ thơm ngon và hấp dẫn luôn. Và đó là bánh bông lan lăng nha. Bánh với phần lăng mềm mịn thơm béo nè. Đặc biệt hôm nay là mình nướng cách thủy đó, mà bánh không hề bị rỗ, phần lăng rất là mượt luôn. Đường caramel nấu vừa đúng độ, có màu đẹp mà lại rất là thơm nữa, không bị đắng. Phần bánh gato mình có thêm bột cacao đó, giúp cho bánh thơm ngon và hấp dẫn hơn. Món bánh này tuy không khó lắm nhưng mình cũng đã thất bại vài lần do chưa điều chỉnh được nhiệt độ cũng như thời gian nướng. Và hôm nay mình đã thành công mỹ mãn và rất vừa ý với công thức này luôn. Nên mình chia sẻ lại đến anh chị và các bạn. Nếu thích mời cả nhà cùng theo dõi phần sau video nha. Và trước hết mình đi làm phần đường caramel, mình cho vào nồi 50g đường, thêm vào khoảng 2 muỗng canh nước. Các bạn cứ canh cho nước nó vừa thấm đủ hết phần đường là được, mình không cần phải chính xác. 50g đường thì khoảng 2 muỗng canh nước là vừa. Mình tráng đều trước rồi nè, mình tráng đều cho nó thấm hết nước, nó thấm qua đường đó, mình mới mở lửa trung bình. Do cái này nó hơi ít á, các bạn mở lửa trung bình thôi. Mình mở lửa lớn quá nó nhanh mình làm không kịp. Và trong thời gian nấu thì các bạn không có dùng đũa muỗng gì khuấy hết nha. Mình cầm cái nồi lên mình đảo như thế này. Khi mà các bạn thấy nó gần chuyển màu thì mình giảm lửa nhỏ dần nha. Nè, nó lên màu rồi thì mình giảm lửa nhỏ. Và các bạn cầm cái cán nồi á, mình đảo như nè, cho đường nó đều màu. Trong lúc này mình sẽ canh thật là kỹ luôn nha. Nấu đường caramel thì các bạn phải canh nó vừa đúng độ, nó tới quá thì nó dễ bị đắng và nó đậm màu xấu nè, và nó chưa tới thì nó rất là ngọt, nó không có thơm. Khi các bạn thấy nó mà màu nó vừa ý rồi á, mình chuẩn bị sẵn khoảng 2 muỗng canh nước. Nó vừa ý rồi là mình cho vừa ý rồi các bạn mới cho nước vào nha. Và mình cho vào từ từ thôi, trong lúc này nó rất là dễ bị văng. Mình cho nước vào, các bạn có thể đảo thêm vài vòng nữa cho nó tan đều. Nè, màu rất là đạt luôn á các bạn. Các bạn thấy nó hạ bọt xuống nè, màu rất là đẹp luôn đó. Và mình sẽ cho phần này vào khuôn liền luôn nha. Làm bánh này thì các bạn nên chọn khuôn đáy liền nha. Và khuôn này đường kính là 16 cm. Cho vào rồi, trong lúc nó còn loãng thì mình đảo đều nè, cho nó tráng đều đáy khuôn. Vậy là mình xong phần đường caramel nè, mình để qua một bên. Cái nồi mình vừa nấu các bạn không cần phải rửa, mình dùng lại cái nồi đó luôn, mình cho sữa vào đây mình nấu. Một lát cái phần lăng sẽ có màu rất là đẹp. Tiếp tục mình cho sữa vào nồi này mình nấu luôn nè. Mình dùng sữa tươi không đường 350ml. Nếu mà thích béo hơn và có sẵn cái whipping cream, các bạn có thể dùng 330ml sữa và 50ml whipping cream thì nó sẽ béo hơn nha. Con này mình không dùng, mình dùng 350ml sữa tươi luôn. Và mình thêm 120g sữa đặc. Làm thấy độ ngọt nó vừa phải luôn, mình không cần phải thêm đường. Cho vào mình khuấy đều nhẹ tay và mình nấu với lửa nhỏ thôi. Các bạn nấu với lửa nhỏ, khi nào thấy mà nó sôi nhẹ ở bên thành nồi á và phần sữa nó có bốc hơi lên là được. Là mình tắt lửa liền, mình không nấu cho nó sôi bùng lên nha. Các bạn thấy nó sôi nhẹ bên thành nồi á và phần sữa nó bốc hơi lên là mình tắt lửa luôn. Rồi để qua một bên đi chuẩn bị liền phần trứng nè. Và trứng gà này là tầm trung, nó tầm khoảng 60 đến 65g mỗi trứng là được. Các bạn có thể tách riêng từ trứng rồi mình cho vào để mình hạn chế mình phòng ngừa mà trứng bị hư đó. Và thêm vào đây khoảng một muỗng cà phê cái tinh chất vani nha các bạn. Không có các bạn dùng vani bột cũng được. Mình dùng phới lòng mình khuấy cho nó tan phần trứng này. Nhớ là các bạn chỉ khuấy cho nhẹ cho nó tan thôi chứ mình đừng có đánh cho nó bong lên nha. Mình chỉ cần khuấy cho phần trứng này tan đều ra rồi mình cho cái phần sữa nóng mình vừa chuẩn bị lúc nãy vào. Nhớ là khuấy chứ không phải đánh nha các bạn. Mình hạn chế tạo bọt nha. Sau đó cái phần sữa nóng có lúc nãy đó, mình cho từ từ vào. Nó vẫn còn nóng nè, mình nên cho từ từ vào. Mình vừa cho vừa khuấy vậy nè, để phần trứng nó không có bị chỗ chín chỗ sống á. Mình có thể chia ra làm 2-3 lần á. Có nhiều bạn hay hỏi tại sao mình luôn luôn lưu ý là sữa cho vào trứng chứ không làm ngược lại. Do cái sữa nó còn đang nóng đó mà trứng các bạn chế vào á, thì nó sẽ dễ làm trứng bị chín. Chỗ chín chỗ sống á, nó dễ bị lợn cận. Mình phải cho sữa vào trứng và mình cho từ từ, vừa cho vừa khuấy như thế này. Mình phải nấu cho phần sữa nó nóng lên rồi mới cho vào trứng á. Có thêm một công dụng nữa là mình nó loại bỏ được mùi tanh của trứng đó các bạn. Sau khi mình khuấy đều rồi mình sẽ lược qua rây nha.
mình lược phần này qua đây nè. Do cái phần lòng trắng đó mình khuấy không thể nào mà tan đều ra hết được. Mình lược lại còn một ít lòng trắng thì mình có thể bỏ luôn. Mình chỉ đảo lấy hết cho hết phần sữa thôi. Còn lòng trắng đó, nó dính ở trên cái rây như thế này nè. Như vậy là mình có thể bỏ đi được rồi. Rồi, xong phần lăn là mình cho vào khuôn luôn. Và mình các bạn cũng nên cho qua cái rây luôn thêm một lần nữa nha. Mình cho qua rây như thế này thì nó sẽ loại bỏ được những cái phần bọt khí nó còn ở trong trong cái phần lăn này nè. Nó sẽ tan cái bọt khí đó luôn. Một tí nữa mình nướng á, lăn nó không có bị rỗ. Rồi, vậy là xong phần lăn nè. Mình để qua một bên, mình đi chuẩn bị phần bánh bông lan. Phần bánh bông lan mình sẽ dùng là hai trứng gà, các bạn tách riêng lòng đỏ và lòng trắng mình để riêng nha. Và mình làm cái phần lòng đỏ trước nè. Mình đã để riêng hai cái lòng trắng ra một bên rồi. Mình cho thêm vào đây 20 ml hoặc là 20 gram cũng được, 20 ml sữa tươi. Này mình dùng sữa tươi không đường nè. Và 20 gram dầu ăn. Các bạn phải dùng phới mình khuấy cho con lòng đỏ này tan đều và sữa với dầu ăn trước. Rồi mình mới cho bột vào đây. Mình khuấy tan đều rồi mình mới cho bột vào. Bột các bạn có thể cho qua cái rây á để nó không bị vón cục. Mình dùng 40g bột mì đa dụng và mình thêm một muỗng cà phê là khoảng 5g nó bột cacao. Không thích bột cacao bắt các bạn có thể thêm thay thế bằng cái bột matcha cũng rất là ngon nha. Mình cho vào chung rồi nè, mình cho qua rây luôn. Để bột nó không bị vón cục, mình dễ khuấy. Mình rây bột là xong rồi, các bạn trộn đều cái phần này lên. Mình trộn đến khi nào nó thấm đều và nó không còn bột trắng nữa là được. Nè, vậy là được rồi. Mình để qua một bên, mình đi đánh cái đánh bông cái lòng trắng nữa là xong. Rồi dùng một cái tô khác nè, cái phần lòng trắng, hai cái lòng trắng mình để riêng nè. Mình thêm đây một xíu muối nha, một xíu thôi, khoảng 1/8 muỗng cà phê. Và vài giọt nước cốt chanh, khoảng nửa muỗng cà phê là được. Mình có chuẩn bị 40g đường, mình dùng đường bột á để đánh nó sẽ dễ hơn, nhanh tan hơn. Một xíu nữa mình mới cho vào. Đầu tiên các bạn đánh với tốc độ trung bình thôi. Mình đánh đến khi nào mà nó bong bọt lên rồi á, mình mới cho đường từ từ vào. Đánh này thì đầu tiên các bạn chỉ cần đánh lên mức độ trung bình là được. Nè mình thấy nó bong bọt lên rồi á, đường các bạn cho vào từ từ vậy nè. Đừng đổ một cái ào vào nha, mình cứ cho từ từ chia làm 2-3 lần vậy đó. Do đường bột á, nó cũng hơi bị văng. Nhưng mà nó rất dễ tan các bạn. Và từ khi mình cho đường vào xong rồi các bạn đánh với mức độ cao nhất. Mình đánh ở tốc độ cao nhất và đến khi nào gần được á, thì mình giảm tốc độ lại. Và các bạn nên kiểm tra nha. Mình không nên đánh quá tới nha các bạn. Mình có thể chấm mình kiểm tra như thế này. Khi mà nó có cái chớp cong ở trên là được. Còn cái này nó không có giữ được cái chớp nè. Là nó chưa đạt nha. Tiếp tục mình đánh tiếp nha các bạn. Khi các bạn dở lên mà nó có cái chớp có cong trên đầu là được. Mình cũng không đánh tới quá, các bạn đánh tới quá nó tách nước. Nè, mình dở lên nó có cái chớp ở trên nè. Mình thử lại một lần nữa cho các bạn xem. Đó, nó có cái chớp cho nó cong trên đầu vậy là được. Vậy là mình ngừng lại. Giờ mình sẽ lấy một ít cái lòng trắng mình vừa đánh bông á. Mình cho qua cái phần bột mình khuấy lúc nãy đó. Khoảng 1/4 là được. Cho đây mình khuấy đi cho phần bột này nó loãng ra. Một tí nữa mình cho qua chung á, mình sẽ dễ trộn hơn. Trong lúc này thì mình trộn thoải mái, chủ yếu mình trộn cho nó đều, cho nó loãng ra là được. Mình không có sợ nó bị bể bột khí. Một tí nữa khi mình trộn chung hai thứ với nhau mình mới cẩn thận hơn. Lúc này các bạn cứ đảo thoải mái. Cho phần bột này nó loãng ra. Khi mình trộn đều rồi á, mình mới cho hết cái hỗn hợp bột này qua bên cái phần lòng trắng. Mình thấy nó còn hơi đặc nè, mình lấy thêm một miếng nữa nè.
mình làm cho nó loãng ra thì một tí nữa mình trộn nó dễ hơn các bạn. Nó đặc quá một xíu nữa mình trộn khó đều lắm. Cho một hồi nữa mình phải trộn nó đúng thao tác đàng hoàng chứ mình không thể ra mà trộn thoải mái như vậy được. Nè, khi các bạn thấy cái độ loãng nó vậy là được rồi nè. Mình cho hết cái hỗn hợp này qua bên đây luôn. Mình cho các bạn đổ qua bên cái lỗ trống đó nha. Mình đừng có để chồng lên. Và trong lúc này mình sẽ trộn hết sức cẩn thận nha. Các bạn trộn theo cái thao tác mà trộn lòng trắng của bánh bông lan đó. Mình đảo từ bên thành Âu, mình đảo xuống đáy và mình đã úp ngược lên. Mình phải trộn kỹ như vậy thì nó mới không có bị vỡ bọt khí của cái lòng trắng đó. Thì một tí nữa mình nướng nó bánh nó mới nổi lên được nha. Bánh này do là mình không có dùng bột nổi nên mình phải trộn thật là kỹ luôn. Mình trộn kỹ và các bạn trộn cái nào thì nhớ nó ăn tiền cái nấy. Do mình cũng không được trộn quá lâu nha. Các bạn trộn quá lâu á thì nó cũng dễ bị vỡ bọt khí lắm. Mình trộn thấy nó vừa đều như vậy là được rồi nè. Rồi mình cho chuẩn bị cho vào trong khuôn luôn nè. Các bạn cho trên mặt và mình nhẹ nhàng thôi nha, nó phải nổi ở trên mặt như thế này. Cái phần bánh lăng lúc nãy đó, mình cho phần bột này nó sẽ nổi ở trên mặt. Mình cho hết cái hỗn hợp này vào xong á, các bạn có thể dùng phới mình tráng ở trên mặt cho nó phẳng ra. Do có lớp lăng ở dưới mình không thể nào dặn khuôn được. Mình chỉ tráng cho nó phẳng mặt là được. Mình làm cho nó phẳng mặt nè, tiếp tục mình cho vào một cái khay khác. Mình chuẩn bị một cái khay to hơn và mình có lót một cái khăn đó. Rồi mình mới cho cái phần này vào. Sau đó các bạn cho nước sôi vào. Và cái phần nước sôi các bạn canh bên ngoài đó nó chỉ vừa hết cái phần bánh lăng thôi. Hoặc là thấp hơn xíu chứ mình đừng có ngập qua tới phần bánh nha. Lò nướng thì mình nên khởi động trước từ lúc mình chuyển qua làm bánh gato á. Các bạn khởi động ở 160 đến 170 độ C là được. Tí nữa mình chuẩn bị này xong mình cho vào mình chỉnh nhiệt độ lại. Mình cho vào lò nướng và để ở khay dưới cùng nha các bạn. Nướng ở 155 độ C, thời gian nướng là 60 phút. Do có phần bánh lăng mình không thể nào nướng độ cao được nên là thời gian nướng phải hơi dài. Sau khi nướng đủ thời gian mình tắt lò để trong đây khoảng 5 phút cho nó giảm nhiệt độ mình mới lấy ra ngoài nha các bạn. Bánh nướng xong mình để trong lò 5 phút rồi nè, mình lấy ra ngoài, các bạn lấy ra ngoài để cho nó nguội hẳn luôn. Và sau khi nó nguội các bạn có thể đậy lại và mình cho ngăn mát ít nhất 5 giờ hoặc là để qua đêm rồi mình mới lấy ra thưởng thức được nha các bạn. Và đây là phần bánh mình để qua đêm luôn rồi nè các bạn. Mình sẽ mở ra và cắt cho các bạn xem. Trước khi mình úp cái bánh lại, các bạn có thể dùng cái dao mình đi một vòng đường tròn á. Mình sẽ dễ lấy bánh ra hơn nha. Khi bánh bông lan mà mình để lạnh á, thì nó sẽ hơi bị co lại như thế này. Rất là bình thường, không sao cả nha các bạn. Mình đi một vòng đường tròn trước, mình dùng cái đĩa nè. Mình đậy lên và úp ngược lại thôi. Rất là dễ luôn. Bánh thì cũng rất là dễ lấy ra khỏi khuôn. Bánh rất là thơm luôn đó các bạn. Cái màu đường caramel rất là vừa ý luôn đó. Cái đường này mà các bạn thắng không tới á, thì cái màu nó không đẹp nè, mà nó bị đậm vị đường, nó rất là ngọt mà nó không có thơm nữa. Còn thắng tới quá thì nó rất là dễ bị đắng. Này các bạn thấy không, cái phần bánh lăng á nó rất là mượt luôn, không hề bị rỗ chút nào. Nếu các bạn có làm ở công đoạn mà cái khay mình có lót cái khăn á là đừng bỏ qua nha. Cái khăn đó giống như là một cái lớp cách để giúp cho cái phần bánh lăng nó không có tiếp xúc gần quá với nhiệt, cũng như là giảm bớt nhiệt độ để bánh lăng không bị rỗ. Bánh mềm mịn nè, thơm béo hấp dẫn lắm luôn đó các bạn. Mà cách làm cũng không có khó lắm. Hôm nào có thời gian, các bạn hãy làm thử theo cách này để mời gia đình mình thưởng thức nha. Cảm ơn các bạn theo dõi hết video của mình. Hẹn gặp lại các bạn video sau.